Đề nghị đồng chí xuất trình giấy tờ. Rồi, đồng chí tên gì? Đồng chí bao nhiêu tuổi? Đồng chí học trường gì? Đồng chí quay lại đây. Ba đồng chí tên gì? Ba đồng chí tên gì? Mẹ đồng chí tên gì? Đồng chí quê ở đâu? Quê ở sân à? Thế ông bà nội đồng chí quê ở đâu? Ở đâu? Ông bà nội quê ở đâu? Quay lại đây trả lời. Đề nghị đồng chí quay lại trả lời. Đồng chí Hoàng Lam Vi. Ông bà ngoại quê ở đâu? Đồng chí nộp phạt cho tôi.